Mở đầu tập phim, chúng ta một lần nữa được nhìn thấy Huân Nhi. Sau vài năm thời gian kể từ lúc trở về gia tộc, Huân Nhi cũng đã lột xác trở thành một cô gái trưởng thành. Tình hình của Tiêu Viêm ở Trung Châu được thuộc hạ bẩm báo lại. Lo lắng cho hắn gặp nguy hiểm, Huân Nhi lập tức đi tới Diệp Thành. Ai dám động tới Tiêu Viêm, nàng sẽ cho người đó xuống đất mẹ làm bạn với Jun. Đúng vào lúc này, Tiêu Viêm đang được đại trưởng lão Diệp gia dẫn đường tới cấm địa. Ban ngày sẽ hội tụ dương quang, sâu dưới đáy cổ đàn còn có luồng năng lượng gọi là dương hỏa. Sau một hồi di chuyển cũng đến trước dương hỏa cổ đàn. Đại trưởng lão phân phó hắn cứ tự nhiên, Tiêu Viêm nghe vậy cũng không có ý kiến. Hắn nhanh chóng tiến vào cổ đàn, ở giữa là tế đàn, xung quanh có ba cột. Thiên hỏa tôn giả và khôi lỗi sẽ ở bên cạnh bảo vệ để cho hắn chữa trị cho Tiểu Y Tiền. Thiên xà trưởng lão quay về băng hà cốc bẩm báo. Lần này làm việc thất bại, lại bị mất dấu vết của đám người Tiểu Y Tiền. Cốc chủ băng hà cốc vô cùng tức giận, người không mang về được, lại còn bị mất dấu. Đúng vào lúc này, một tên cường giả hồn điện xuất hiện nói rằng hắn biết tung tích của Tiêu Viêm và bày tỏ ý định hợp tác. Một bên cần có Tiểu Y Tiền, bên còn lại cần có Tiêu Viêm. Cốc chủ nhanh chóng đồng ý hợp tác. Về phần Tiêu Viêm, sau khi dặn dò xong Tiểu Y Tiền thì hắn cũng bắt đầu. Đầu tiên là ép toàn bộ ách nan độc thể ra khỏi cơ thể, sau đó lại ép khí độc trong cơ thể để tập trung vào một chỗ. Quá trình này vô cùng đau đớn, da thịt trên cơ thể bị xé rách. Tiểu Y Tiền gắng gượng chịu đựng, Tiêu Viêm đưa viên ma hạch vào trong cơ thể nàng. Ma hạch này có thể hấp thu khí độc. Bước cuối cùng quan trọng nhất là sử dụng bồ đề hóa thể tiền. Vài chục luồng dung dịch bay ra ngoài luyện hóa ách nan độc thể. Tưởng rằng quá trình sẽ suôn sẻ, nhưng không, độc tố trong người phản kháng kịch liệt. Tiểu Y Tiền bị mất khống chế, chất độc điên cuồng xông ra bên ngoài. Tiêu Viêm buộc phải tăng tốc độ luyện hóa của bồ đề hóa thể tiên, nhưng Tiểu Y Tiền vẫn không chịu được. Tưởng như hôm nay nàng ta sẽ phải táng thân tại nơi này, thì kỳ tích lại xảy đến. Dung nham bên dưới cổ đàn bất ngờ bạo động, vô số năng lượng được phun trào ra bên ngoài. Cỗ năng lượng dương hỏa này trợ giúp Tiểu Y Tiền khôi phục, nhờ vậy mà nàng ta đã thoát khỏi nguy hiểm. Sau đó, Tiểu Y Tiền lại tiếp tục ép khí độc vào viên ma hạch. Bồ đề hóa thể tiên sau khi bị dị hỏa luyện hóa được biến đổi thành bồ đề tử. Đây chính là thứ có thể cảm nhận được bồ đề tâm. Tiêu Viêm vội thu vào trong túi, sau đó bắt đầu chuyển mục tiêu xuống dòng dung nham. Dùng tinh thần lực kiểm tra, không ngờ sâu bên dưới dòng dung nham lại có một viên địa tâm châu. Được biết, địa tâm châu là tinh hoa năng lượng từ sâu dưới lòng đất. Trải qua vô số năm tháng ngưng tụ mới có thể ngưng tụ thành một loại năng lượng ngọc châu. Nó là vật liệu quan trọng để luyện chế đan dược cấp 8, thậm chí là cấp 9. Từ điều này liền có thể thấy giá trị của địa tâm châu là vô cùng quý giá. Hỏa diễm trong lòng đất đều bị địa tâm châu hấp thu. Vậy nên sau khi dùng nham bạo động lại không có ngọn lửa nào được bùng cháy. Lần này hắn mượn dùng cấm địa của Diệp gia để trị liệu cho Tiểu Y Tiền. Nhưng sau khi phát hiện ra bên trong cấm địa có bảo vật thì nam chính lại nổi lòng tham muốn thu vào trong túi. Đây là ăn cắp trắng trợn rồi. Nhưng mà Thạch Hậu đã từng nói rằng đồ tốt mà chê thì đáng bị trời đánh đó. Cho nên Tiểu Viêm đã không bỏ qua cơ hội. Hắn điều khiển dị hỏa tiếp cận địa tâm châu. Vừa mới tiếp xúc, dị hỏa đã bị viên châu này hấp thu vào bên trong. Thông qua việc điều khiển dị hỏa, địa tâm châu cũng được kéo lên trên mặt đất rồi rơi vào tay Tiêu Viêm. Đúng vào lúc này, cường giả băng hà cốc đã đi tới Diệp gia ép giao ra ách nan độc nữ, nếu không sẽ bị diệt tộc. Bọn chúng còn tạo ra kết giới bao bọc xung quanh khiến người bên trong không thể ra ngoài. Dẫn đầu là cường giả đấu tôn tên Thiên Sương Tử. Các trưởng lão Diệp gia thấy vậy liền giật mình hoảng hốt. Sau khi hỏi Hần Lam, các trưởng lão mới biết được sự thật. Lần này Diệp gia vừa được giải cứu, lại vừa dẫn sói vào trong nhà. Đúng lúc bọn họ không biết nên làm gì thì Tiêu Viêm và Thiên Hỏa Tôn giả xuất hiện. Mục đích bọn chúng nhắm vào là Tiểu Y Tiền, đồng thời cũng là ân oán giữa Tiêu Viêm và Băng Hỏa Cốc. Cho nên hắn không muốn liên lụy tới Diệp gia, hắn và Thiên Hỏa Tôn giả muốn tự mình ứng phó. Tiểu Y Tiền chưa thấy xuất hiện, có lẽ là vẫn đang trong quá trình áp chế độc. Trước khi động thủ, Thiên Sương Tử chủ động hỏi tên của Thiên Hỏa Tôn giả. Mục đích đằng sau chính là muốn điều tra lai lịch xem có thế lực nào đứng đằng sau Thiên Hỏa Tôn giả hay không. Dường như biết Thiên Hỏa là tán tu nên Thiên Sương Tử không vòng vò nữa. Lão đề nghị Thiên Hỏa Tôn giả đứng một bên xem náo nhiệt, không cần xen vào chuyện của Băng Hà Cốc.
Thiên Hòa Tôn giả lấy ra hồ lô rượu làm một ngụm. Xem tới cảnh này, mình lại liên tưởng đến bình hồ lô của Tôn Ngộ Không trong Black Myth Wukong. Sau khi nạp xong năng lượng, ông ta mới lên tiếng chất vấn ngược lại. Tuy không trực tiếp phủ nhận yêu cầu của Thiên Sơn Tử, nhưng tất cả đều biết rằng Thiên Hòa Tôn giả sẽ không đứng ngoài xem náo nhiệt. Rượu mời không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt mà. Thiên Sơn Tử phân phó Thiên Xà Trưởng Lão đối phó với Tiêu Viêm, còn lão ta sẽ đối phó với Thiên Hỏa Tôn giả. Hai bên nhanh chóng lao vào nhau vai chạm. Thiên Xà vừa định động thủ thì Cường Xà Hồn Điện đã xuất hiện và muốn tự mình động thủ. Vừa nhìn thấy người của Hồn Điện, Tiêu Viêm lập tức điên tiết. Càng điên tiết hơn nữa, đó chính là thân phận kẻ trước mặt lại là Vũ Hộ Pháp. Tên này không những không chết mà còn dám hiện thân. Giữa hai người họ có ân oán rất sâu đậm. Thảo nào Vũ Hộ Pháp muốn tự mình giải quyết Tiêu Viêm để báo mối nhục nhã năm xưa tại Vân Lam Tông. Không biết Vũ Hộ Pháp sau khi nhìn thấy Vân Sơn sống lại sẽ có suy nghĩ gì. Hồi đó thực lực Tiêu Viêm chỉ là đấu vương và mượn sức mạnh của Dược Lão. Hôm nay hắn đã là đấu tông chân chính. Mà Vũ Hộ Pháp cũng đã mạnh hơn trước rất nhiều. Gã ta dùng những cái xúc tu quỷ dị dễ dàng ngăn cản đòn tấn công của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lại lấy ra khôi lỗi tấn công từ phía sau, nhưng bị Thiên Xà ngăn cản. Không chịu bỏ cuộc, hắn gồng mình bạo phát dị hỏa gia tăng sức mạnh, phá hủy các xúc tù. Vũ Hộ Pháp lách người tránh né, Tiêu Viêm liên tục tấn công, thân ảnh hai bên lao vào nhau va chạm liên tục. Vũ Hộ Pháp điều khiển xúc tù vươn dài ra tấn công. Tiêu Viêm sử dụng tam thiên lôi động di chuyển với tốc độ sấm sét tránh né. Thấy vậy, Vũ Hộ Pháp lại thi triển chiêu thức ngưng tụ ra vô số cánh cổng bao vây nam chính. Mỗi một cánh cổng đều có một cái xúc tu lao ra ngoài. Uy lực xúc tu quá mạnh, hắn chỉ chống đỡ được vài giây thì đã bị khống chế lại. Vũ Hộ Pháp mỉa mai rằng, với nhiều đầy bản lĩnh mà hắn vẫn muốn tới Trung Châu cứu Dực Lão, thật đúng là trò cười. Vừa nói xong thì nam chính đã dùng sức mạnh để chứng minh. Hắn thi triển đấu kỹ Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, thoát ra ngoài. Chênh lệch thực lực đã giảm xuống, nhưng Vũ Hộ Pháp lại không hề lo lắng. Tiêu Viêm nghe vậy lại dùng hành động để dằn mặt. Hắn thi triển ra biến thứ hai, tu vi lại tăng thêm một tình nữa. Đến đây thì tên Cường Giả Hồn Điện cũng có sự e dè. Chưa để cho gã ta hết ngạc nhiên, thì nam chính lại ném thẳng một cái bất ngờ nữa vào mặt. Hắn thi triển biến thứ ba của đấu kỹ, tu vi tăng thêm ba tình. Nhưng để tu luyện đến biến thứ ba thì lại cần ba loại hỏa diễm. Có thể dùng thú hỏa, nhưng mạnh nhất thì vẫn là sử dụng đến dị hỏa. Sức mạnh cốt linh lãnh hỏa cuồn cuộn bạo phát thành cường lốc, không khí lạnh lẽo bao phủ một vùng không gian. Dư chấn bạo phát dễ dàng đẩy lùi các trưởng lão đấu tông của Diệp gia. Ngay cả Thiên Xà thực lực đấu tông đỉnh phòng cũng bị trấn áp. Bọn họ không ngờ được rằng một mình Tiêu Viêm lại có được ba loại dị hỏa. Dung hợp được hai loại đã là ngoài sự hiểu biết rồi, bây giờ lại được mở mang thêm một cái kiến thức nữa. Chưa biết diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào thì tập phim đã khép lại. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo nhé!